Em mơ mẹ khẹ miền núp á luôn anh phụ bọn mất phẹ tặng ọ 32, 33 nẹ tiết phụ bọn phụ 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 xả la cho tiên chi xa tập đam đam chư bà bốn cả nóng vô ạc mình chấp bạp ấy cả bọn là phiếp bà bốn mùi bà đây mùi ấy mẹ khẽ miền núp miền bà bốn bà má nhìn nhóm bà bốn bùn bay bà bốn chạc chạc nó kia thưa bọn cho mùi bà đây tới bà bốn bơ này kia tử bà đây anh thưa đối ta anh thưa đá chăm bạch thưa tới chăm ta liếp kìm phạc mà sao đã mạc cái gì ấy ta xa tư đọc bì slap tư bà đây tư cao chì ấy nhóm bà đây cao chì bà anh bà bốn bay nét cao chì chì mà hai xây bà bà anh đã anh bà quân bư kế từ ná nhìn nhũng tự chứ có từ nè bọn này bạp nó với mình lệ khi ấy bán chân miên bà nhá khơi này say mà đúng nó ngược xinh khi này chăng ớt bà không ta đâm thao đại mấy cô mình đôi đâm đồ mau ai mấy khu này mình khmai mấy á miên từ bà không chẳng ấy nhìn nhũng miên bà không ấy miền nhà nàng từng quỳ cao tục à đào thau nông việc bò không ai không bị đào đố miền bên nàng từng quỳ cao tục chẳng ấy ở tem hay đấy ban ở từng cao tục cho mùi vía vào pì vía bùi vía về biển trăng mẹ nay nhôm đó giang nam mình đưa dương nó bùi xem cái gì chẳng mẹ nay nhìn nhôm đó ắt đôi cái nia tê nơi ta chui chẳng bắt nè chui bám dương à nó mua tình địa bọn tay bà chui bàn thế ơi spi cam xin kia nè mẹ nói nhìn nhôm đó là ngay à nó mua tình địa xa thung miền nẹ khác tới dương còn là khơi đôi ta dương miền chất sả lãnh trong rộp an trong này dễ trong và say cái này chẳng nghe hát đôi thật score cái này bình cao mà và mình lại khá thêm mơ thức đôi thức mình sớm bình chất mà nó bình dễ biển nóng viên vọt ở sáng xa này về thlọp chuộp á ủ tờ hóa chị bong chị ôn chị mai chị ơi chị ở đây chị bộ quân chẳng tới du tới ta bật tha việc bật băng đôi chiết cầm nào xem mất đọc bị khơi nữa với đôi thật miên thì say chỉ mùi khnề chẳng từ bên được nông hạt để nòm ở bàn khnề chỉ ở đây vừa cuốn nó miền pì muối lọp chỉ ở đây vừa cuốn nông tây tạ chiết máu bộc bề sần thì vì nó miền cà rùm rùm này chỉ mùi khnề thì pì bàn chuột prasai khnề từ bên từ máu hay bàn đôi thà đó phò bây giờ khi tụi mình máu có chuột khi bàn chỉ đây chỉ phổ phun chẳng ngày rồi có con ông cả mấy khác khơi tới hạ đôi thà sờ lạnh đôi chỉ cô đôi chỉ khui chẳng tới nơi sờ máy phụt từ cá miên tai dây pin nẹt nó khơi bre màu đó rụt hê mà ui bọn lục côn tới na bạt dù mẹ hay cô và sợi tẹt tôm khi đôi chỉ mai đôi chỉ côn chẳng tới hay bị khổ sóng chứ ta chẳng ngon lắm bỏ ăn cái bỏ ăn miên nhôm sợi nhôm pro nơi vàng nó mấy cô miên nhôm sợi nhôm pro nơi nâng tiết bỏ ăn thầm đài thắng đục ta dây pin nè nâng thuộc chi mà đài chi ở phục bỏ ăn pram rồi chi thấy đôi chắc đôi tha chết đất nâng bỏ ăn mèn tiền chắc xong bây thả lấy nâng mèn chi ở phục chi mà đài mình bụng chỉ cốn bất nó thật chất nóng đất đam chuộp chẳng chẳng bàn được khăn ông thô nóng bỏ ông lộ xung đại thân được khăn ông phục hành đây ní chạc cơ vào ní mình đang thân nâng trâu rô nẹ ná để mình thuộc chuộp chỉ sạch nhiệt nâng khăn chỉ bông chỉ bông chỉ mai chỉ ớ mình nẹ slap cao đúng với mình đang dịch tha tờ lọc tờ lân tờ mau chỉ mai chỉ ớ mà đông chỉ cốn mà đông chỉ mai chẳng bọn mơ tới cướp khnề đằng á sắp tới chia mà đai sắp tới chia phục sắp tới chia bong sắp tới chia ôn sông bay thả lâu nâng khăn khnề sọp khnề nâng vẫn là nẹt nâng chia mà đai nẹt nâng chia à phục bà dương đăng chăng á bà hai chị khmien chặt ấy nâng từ khăn tới nâng chia quạt tê
បើទោះជាគាត់ធ្វើអីខុសឆ្គងឆ្គងជាមួយយើងក៏ដោយមានតែទឹកចិត្តអាណិតស្រឡាញ់គាត់ទៅវិញទេអញ្ចឹងបាននៅក្នុងធម៌ព្រះអង្គឲ្យមានការផ្សាយមេត្តាហ្នឹងមេត្តាមិនមានប្រមាណមិនមានកំណត់មិនមានដែនណាផ្សាយទៅស្រឡាញ់ដូចជាម៉ែស្រឡាញ់កូនអញ្ចឹងដោយសារយើងមើលដំណើរវិលវត្តអសង្សាររបស់មនុស្សវិលវល់កើតស្លាប់ម្ដងម៉ែម្ដងកូនហ្នឹងហើយសិតទៅធ្លាប់ជាប់ជាសាច់ញាតិនឹងគ្នាហើយមានរឿងអីថានឹងត្រូវចងគំនុំចង់សម្លាប់មនុស្សហ្នឹងបើជាឪពុកជាម្ដាយយើងសោះហ្នឹងមានរឿងអីត្រូវចង់សម្លាប់ចង់ចងអាឃាតទៅដោយសារតែអវិជ្ជាដោយសារតែកំហឹងបានវាធ្វើឲ្យមនុស្សយើងហ្នឹងអដូចថាមើលស្អប់គុំចង់ទៅសម្លាប់គ្នាពេលខ្លះតែបងប្អូនឯងនឹងជាតិនឹងក៏លែងគិតថាជាបងជាប្អូននោះឆ្លោះគ្នាដើមដីដើមភ្លីអីចឹងទៅវាទៅជាលែងគិតល្អអាក្រក់អាថ្មឬពាកញោមប្រុសម្នាក់នោះគាត់និយាយរឿងធ្ងន់ដែរគាត់ថាដល់ពេលដីឡើងថ្លៃមនុស្សរៀងចុះថោកបន្តិចវិញពាកនឹងរៀងធ្ងន់តិចវាមិនចឹងទាំងអស់ទេក្នុងករណីខ្លះទេដែលវាលែងគិតពីរឿងបុណ្យរឿងបាបរឿងល្អរឿងអាក្រក់ទៅគិតតែពីរឿងអញខ្លាំងអញឈ្នះអញគ្រាន់បើជាងអីចឹងទៅអញ្ចឹងវាទៅជារឿងធ្វើឲ្យមានភាពកកល្អមិនសក់មិនសានបើទោះជាមានទ្រព្យសម្បត្តិអីនឹងហើយក៏ដោយអញ្ចឹងយើងរៀនពង្រីកសេចក្តីស្រឡាញ់រៀនបើកបេះដូងឲ្យទលាយរៀនមើលមនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងអស់ក្នុងនាមជាបងជាប្អូនហើយក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយរបស់យើងហើយនឹកថាបើឪពុកម្ដាយរបស់យើងមែនណាពីជាតិមុនមកបើគាត់ជាឪពុកម្ដាយយើងថ្វាយគុំយើងអរគុណដែលបានចិញ្ចឹមបីបាច់ប៉ុន្តែវាវល់វល់វាបិទបាំងដោយអវិជ្ជាភពជាតិកំណើតវាភ្លេចភ្លាំងប៉ុន្តែតាមពិតក្នុងធម៌ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងមែនព្រះអង្គសំបារមីមកមិនដឹងជារាប់សែនជាតិលានជាតិមកកើតកំណើតជាសត្វនេះសត្វនោះហើយសិតទៅធ្លាប់ជាឪពុកជាម្ដាយរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងគួរតែមានមេត្តាដល់គ្នាទៅវិញទៅមកអនុមោទនាពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គដើរទេសនាបដែបដៅបានមនុស្សច្រើនណាស់គេស្ដាប់លោកច្រើនណាស់ប៉ុន្តែវាមានអ្នកស្អប់ដែរជឿអញ្ចឹងទេបងប្អូនណាគឺមានអ្នកស្អប់មានតាមួយនោះប្រកែតាមួយនោះប្រកែរឿងកំតែងកំណាតជីឈ្មោះគាត់ឈ្មោះអាកោសកៈព្រាមប្រែមកវិញថាព្រាមជំនាញខាងជី speciality របស់គាត់គឺជីមកព្រះអង្គកំពុងទេសនាចំលេខគាត់មកមកគាត់បកែតែកំណាបដោយលោកតាក្រំងុយអញ្ចឹងមកជេរម៉ងម៉ងម៉ងម៉ងម៉ងម៉ងម៉ងម៉ង500បាត់ច្រើនតែជេរដល់ពេលគេជេរព្រះអញ្ចឹងព្រះធ្វើម៉េចទៅព្រះអង្គនៅសិននៅស្ដាប់សិនដល់500បាត់ហើយតាអ្នកជេរហ្នឹងមិនទៅតាអ្នកជេរហ្នឹងវាស្អកកអើសុំឈប់សិនសុំធីសិនសុំឈប់សិនបានប្រពុតថាលើថាគាត់សុំនិយាយម្ដងបានទេថាមែនអីនិយាយម្ដងគេជេរយូរហើយស្អកកហើយបានប្រពុតថាព្រាមឯងមានភ្ញៀវមកលេងផ្ទះហេកាចចឹងអីខ្វះអីភ្ញៀវខ្ញុំមកកូមកលេងផ្ទះខ្ញុំបានប្រពុតសួរថាចុះក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់ផ្ទះពេលភ្ញៀវមកដល់ចឹងធ្វើម៉េចទៅទេបើគេមកដល់រៀបចំបាយទឹកទទួលគេទៅភ្ញៀវយើងព្រះអង្គសួរទៀតថាចុះមើលស្រាប់លើកបាយមកហើយភ្ញៀវនឹងថាអូយអរគុណណាខ្ញុំទឹកមហោបាយហើយមិញសួរថាបាយនឹងបានទៅលើពីណាសាក់សាក់ឆ្លើយមើលបាយនឹងបានទៅលើពីណាតារេបើគេហូបហើយបាយនឹងបាក់អីពេកបានមកលើម្ចាស់ចាក់ទៀកអញ្ចឹងបានប្រពន្ធលោកថានឹងហើយព្រាមតថាគាត់ឆ្អែតហើយទៀកជេរនឹងព្រាមឯងយកទៅវិញទាំងអស់ចុះដល់អញ្ចឹងអ្នកណាគេដែលឈឺចាប់អ្នកណាគេព្រាមហ្នឹងឯងមកជេរព្រះហ្នឹងដើម្បីឲ្យព្រះអីគេដើម្បីឲ្យព្រះអី
ដើម្បីឲ្យព្រះខាងដល់ព្រះមិនខាងវាពិបាកពីណាបើពិបាកខ្លួនឯងអាត្មាអឺដូចដូចបើអាត្មាធ្លាប់ជួបញោមស្រីស្រីញោមស្រីស្រីដូចថាញោមផុសផុសដើរទៅអញ្ចឹងទៅបើញោមផុសផុសធ្វើធម្មតាញឹមអញ្ចឹងទៅអត់តអញ្ចឹងហើយមិនតខ្លះមកដល់ពេលដល់ពេលអត់តទៅជាពិបាកវិញដែរវិញទៅជាពិបាកគាត់វិញអញ្ចឹងអឺស្មាតគាត់ណទៀងត្រឡប់មកវិញថាអឺស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរឹងមាំរបស់យើងមិនច្រឡោតហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រពុតចុងក្រោយយកព្រាមហ្នឹងតាហ្នឹងមកធ្វើជាកូនសិស្សព្រះអង្គបានព្រះអង្គសំដែងពន្យល់កំហឹងដុតពីណាគេមុនគេកំហឹងដុតពីណាគេដុតដុតដុតដុតអ្នកខឹងហ្នឹងមុនគេបែរនេះឥឡូវភ្លើងឆេះអស់អឺមិនគេហៅគេភ្លើងឆេះច្បើងភ្លើងច្បើងឆេះហីគេភ្លើងច្បើងភ្លើងច្បើងឆេះច្បើងយ៉ាងណាបើយើងមានគំនុំខាងអ្នកណាគេយើងនឹងអ្នកបបាយើងនឹងអ្នកក្តៅមុនគេហើយចុងក្រោយព្រះអង្គយកព្រាមនឹងមកធ្វើជាកូនសិស្សរបស់ព្រះអង្គវិញបានទៅអញ្ចឹងអាត្មាគាត់ថាទាញត្រឡប់មកមន្ទីរចុងក្រោយអាត្មាទៅជួបលោកគ្រូពេទ្យនៅប៉ែរុស៊ីនឹងគាត់ថាបើអ្នកខ្លះពិបាកស្មុគស្មាញតាមផ្លូវចិត្តហើយសង្ឃឹមថានានីឲ្យមានអ្នកអត់មានអ្នកបាក់ចិត្តចុះណាអ្នកខ្លះពិបាកចិត្តច្រើនទៅបើដើរផ្លូវត្រូវមានមិត្តភ័ក្តិល្អអឺទៅអាចទៅហាត់ប្រាណទៅអានសិភៅអប់រំចិត្តមានពេលធ្វើសមាធិអីខ្លះចឹងអានឹងអាចជួយប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់ថាបើសិនជាមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយទៅហូបស្រាបំបត្តិទុកអានឹងធ្ងន់បណ្ដោយហ្នឹងហើយអឺគាត់ថាពិបាកទាញបើសិនជាយកសុរាមកធ្វើជាអ្នកបន្លប់ទុកហើយប្រៀបធៀបស្មើនឹងយើងអឺមុតកបិតហើយយកឆ្នាំស្ពឹកយកទៅចាក់បាត់ឈឺហ៎បាត់ឈឺហ៎តើគាត់នេះបាត់ឈឺហ៎បាត់ប៉ុណ្ណាវិជាអត់ទេតើគណៈបាត់ឆ្នាំស្ពឹកហើយវាមិនវិញវាឈឺលើដើមយ៉ាងណាលោកប្រៀបធៀបលោកហ៊ូពេតគាត់ប្រៀបធៀបអាគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យណាំហ្នឹងដូចថាធ្វើឲ្យស្ពឹកកាស់ធ្វើឲ្យស្ពឹកហើយប៉ុណ្ណាវាអត់បានទៅជួយព្យាបាលទេ